trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Ngay bây giờ Ngọc Lam và Cô Linh sẽ giới thiệu đến quý vị hai cặp đôi. Họ đang đi tìm một nửa yêu thương của họ. Để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Tới cái tuổi nói chung là muốn có một gia đình, một nơi để con về. Nói chung là một nơi có một người phụ nữ và đứa con chờ đợi. Đơn giản vậy thôi. Bạn mới nói có yêu cầu về chiều cao của bạn. Chiều cao thì lùn hơn em là được rồi. Đừng cao hơn em. Nhưng lùn hơn nhiều được không? Lùn hơn nhiều được không? Ok. Lùn hơn sâu đậm luôn á được không? Vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em gái, mời em ngồi. Mời em trai. Rồi, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em tên Mơ, em quê ở Cà Mau. Cái gì Mơ em? Quang Kiều Mơ ạ. Quang Kiều Mơ hả? Dạ. Tên lạ mà tên đẹp ha. Tên hay quá ha. Dạ. Rồi, mời em trai. Em tên Nguyễn Thiên Ích. Nguyễn Thiên Ích hả? Đúng rồi. Trời, tên còn lạ nữa. Bên kia dạ. Quang Kiều Mơ là cũng lạ rồi. Ở đây là Nguyễn Thiên Ích. Dạ. Em là người Hoa đúng không? Đúng rồi, em gốc Hoa. Em thì làm sale thời trang cho một hãng công ty. À, sale thời trang. Công việc thì cũng thoải mái, thời gian giờ giấc được. Nhà mời nhà gái. Em làm ở đâu? Em đang làm ở quận nhất á chị. À, em đang làm công ty kinh doanh lốp xe. Em làm bộ phận nào? Em làm bộ phận kế hoạch ạ. À? Kế hoạch. Thật ra là em làm quận nhất nhưng mà em ở Bình Dương. Ủa sao vậy? Dạ. Cô gái này là đang ở Bình Dương đó nha, không biết nhà trai là đang ở đâu. Em thì ở Sài Gòn, còn ở chung với lại gia đình. Em ở gia đình ở quận dạ. Mấy? Ở bên quận 6. Rồi nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Thật ra là nếu như về ưu điểm thì cố gắng lắm thì chắc cũng tìm được một ưu điểm thôi, là em có thể đồng cảm với người khác. Nếu như mọi người mà có tính tâm sự gì đó thì em có thể đồng cảm được. Thì nói chung là mình miễn cưỡng mình coi như là một ưu điểm. Tại vì em hầu như là em thấy phát khuyết điểm thì em nhiều hơn. Nên là nếu có thể liệt kê thì một danh sách, nhưng mà mình cứ liệt kê một hai cái. Ví dụ như là em vụng về trong việc cái mức, cái vấn đề mà làm dâu thì nó cũng là một trong những cái trở ngại. Và thêm một cái nữa là em hơi bị cọc tính á chị. Nói chung là nó cũng thất thường mưa nắng. Nên là hôm nào mà kiểu áp lực công việc hay là tâm trạng không được tốt lắm thì em hay cọc tính, là nói chung là bất chấp người nhà bạn bè gì vô là em la hết. Vậy đó hả Mơ? Tên Mơ mộng quá mà sao mà tới dạ. Mức mà cọc lên là bất chấp luôn á hả? Thật ra là con cũng đang điều chỉnh một chút nhưng mà không biết điều chỉnh khi nào chứ. Nhà trai nè, ưu điểm, khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em đẹp trai. Đẹp trai. Ưu điểm của em là thông trầm, hoạt bát, năng động, luôn luôn muốn học hỏi nhiều thứ trong cuộc sống, trong công việc cũng vậy. Khuyết điểm thì theo góp ý của nhiều người thì nói hơi bị nhiều, chưa đủ độ tinh tế. Cũng hay ha, bạn nhận ra là bạn đủ độ tinh tế là cũng hay đó. Để tôi qua tôi coi nhà gái xinh đẹp cỡ nào. Trời ơi. Dễ thương, xinh xắn. Chừng nào thì lấy chồng được? Hiện tại thì không được. Hiện tại thì không được. Tại vì thực ra là tuổi của con cũng 30 mấy tuổi rồi. Cái này nhà trai chịu nè. Trong chế độ chờ sẵn đó. Thành ra nhà trai có rất là nhiều thuận lợi ha. Có mấy mối tình rồi? Con chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà từ sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng lâu lắm rồi. À dạ. Yêu mấy năm? Chưa được một năm. Là mối tình đầu tiên luôn, duy dạ. nhất luôn hả? Rồi sao chia tay? Con đi làm trên này, còn bạn thì ở quê. Liên lạc nó không được thường xuyên lắm, nên là một thời gian kiểu như xa mặt cách lòng đúng không? Không biết có cách lòng hay không, nhưng mà chắc là cảm thấy không thể tiếp tục nên là quyết định dừng lại. Rồi, vậy thì cũng không có gì sâu đậm hết trơn á. Để coi bên đây có cái gì coi sâu đậm bên kia có đường tình duyên sao? Sao? Em thì là có trải qua 3 mối tình. Có một mối tình là còn nhỏ quá, chưa có sâu đậm. Một mối tình là lớn hơn tuổi và một mối tình là 6 tháng trước. Mới 6 tháng rồi đó hả? 6 tháng. Mới chia tay 6 tháng rồi. Nhiều khi nó cũng không sâu đậm cho nên là mấy năm mà chia tay 6 tháng. Quen nhau 9 tháng. Ta ráng 10 ngày nữa là ngon. Đó, bây giờ mình muốn có một người yêu như thế nào nè? Tới cái tuổi nói chung là muốn có một gia đình, một nơi để quay về. Nói chung là một nơi có một người phụ nữ và đứa con chờ đợi. Đơn giản vậy thôi.
Ngoại hình em có mong muốn gì không? Ngoại hình thì bình thường được rồi. Bạn mới nói có yêu cầu về chiều cao của bạn. Chiều cao thì lùn hơn em mà được rồi. Đứng cao hơn em. Ngon. Lùn hơn nhưng lùn hơn nhiều được không? Lùn hơn nhiều được không? Ok. Lùn hơn sâu đậm luôn á được không? Quận chấp nhận. Quận chấp nhận. Bây giờ mình mong muốn một người chồng lý tưởng thế nào? Trước hết là bạn ấy phải có suy nghĩ nhiều cho gia đình á. Con là ưu tiên những người dành cho gia đình. Người đàn ông của gia đình. À, không nhất định là họ không có bạn bè hoặc là họ không thể giao lưu bạn bè, nhưng mà trong tâm của họ lúc nào cũng sẽ có gia đình. Không nhất định phải là gia đình nhỏ, nhưng mà cha mẹ của mình, anh chị em nữa. Mày có nghe anh nói không? Anh mơ ước có một người, một nơi để quay về, một người vợ và một người đứa con chờ đợi anh về. Thì cái đó là nhà của ảnh. Ví dụ như bây giờ con về là nhà của ảnh, nhưng ví dụ như bao bố mẹ, anh chị em, họ hàng được các kiểu. Nhiều khi ảnh về anh chỉ chăm lo cho cái gia đình nhỏ thôi, quên đi cái gia đình to kia thì. À, con muốn chăm lo luôn gia đình to luôn đúng không? Dạ. Thì dĩ nhiên gia đình nhỏ ta chăm lo được thế nào, tôi cũng quan tâm gia đình to thôi. Dạ. Cái sợ cái quan tâm gia đình to mà không quan tâm gia đình nhỏ đó, đúng. Cái đó mới là mệt. Còn gì khó hơn không? Bạn đó sẽ có chiếc cầu tiến, không nhất định là công việc của lương cao hoặc là lương thấp như thế nào, nhưng ít nhất là bạn sẽ phải có suy nghĩ là mình muốn vươn lên. À. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân nào, bạn trai đi với ai? Em thì không đi với người nhà, tại vì mẹ thì là không được khỏe, yếu. Rồi không lo. Không sao, có ông Mai lo cho. Dạ. Ừ, con đi với ai? Dạ nãy con từ công ty chạy qua nên đi một mình. Rồi thôi. Rồi được. Có chị Lan lo. Hai đứa tự nói chuyện nhau đi ha. À, duyên nó tới nó sẽ tới thôi. Bây giờ thì mở ra. Bắt đầu đi ít. Nào, đứng chờ sẵn đi cưng. Anh chào em. Dạ, cảm ơn. Anh giỏi luôn. Dạ. Sô-cô-la. Cho cuộc sống ngọt ngào đó. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Em có một phần quà nhỏ về quê thôi, nên là hy vọng là anh sẽ không chê. Cảm ơn. Mình cảm nhận về nhau đi. Bây giờ là anh đi làm là anh làm cả tuần luôn hả? Hay là như thế nào? Công việc của anh thì không có ngày nào nghỉ hết. Chủ nhật thì anh dành thời gian buổi chiều cho riêng mình hơn. Cái tính chất công việc nó là sao vậy em? À, em làm giờ hành chính rồi. Em chỉ làm đến thứ 6 thôi. Thứ 7 chủ nhật em nghỉ. Năm nay bạn nào cũng ngoài 30 rồi. Hỏi có bây giờ hẹn hò nhau rồi tới bao lâu thì bạn gái cho tiến tới. Hỏi bạn gái đi. Theo em nghĩ thì là cái chuyện tìm hiểu để hiểu nhau hơn thì chắc khoảng nửa năm thôi là có thể tiến đến hôn nhân. Rồi, hỏi bạn gái có chịu không? Nửa năm nữa kết hôn chịu không? Hỏi. Không, em nghĩ là bạn gái chịu. Thật ra thì em nghĩ là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm nó cũng còn hơi sớm. Có nhiều. Nãy mới nói với tôi là đang chờ sẵn chừng nào cũng được, chừng nào thì lấy chồng được. Hiện tại thì cũng được. Hiện tại thì cũng được. Tại vì khi mà mình tìm hiểu thì tìm hiểu hơi lâu xíu chú anh. Đúng rồi em. Hợp lý. Hợp lý. Kỹ kỹ một chút thì sau này mình sẽ gắn bó lâu dài. Rồi, bước tới gần hơn nữa. Em hỏi thẳng luôn đi, bây giờ kết hôn xong rồi anh có đưa tiền cho em giữ hay không? Hai người nắm tay nhau đi rồi hỏi tiếp. Về mặt gia đình á, khi mà kết hôn xong á thì mọi thứ là một thôi. Dạ. Thì em cảm thấy anh nói như vậy có đúng không? Mà nó hơi chung chung quá, anh chi tiết được không? Về tài chính là hai vợ chồng thì là cùng nhau mà giữ thôi. Nghĩa là của ai người nấy giữ? Không, cùng nhau giữ. Bạn gái muốn cụ thể giữ chung là sao đúng không em? Đúng rồi. Theo cái quan niệm của em á là chung một cái sổ tiết kiệm gì đó. Gia đình có vấn đề gì á thì ngồi bàn với nhau. Hỏi cụ thể là giờ làm lương một tháng xong là bỏ hết vô tiết kiệm luôn hay là sao? Anh nghĩ là vậy đó. Ngoài những chi tiêu nhỏ ra thì còn bao nhiêu là để vô tiết kiệm hết. Chi tiêu nhỏ là bao nhiêu? Tiền chi phí đi lại rồi nói cái thứ. Bạn gái đồng ý với đề xuất của bạn trai để đưa ra không? Thật ra thì con thấy nó cũng là quý hai. Anh có hút thuốc hay uống rượu không? Anh có uống bia hay uống rượu. Hút thuốc thì anh không hút. Mà anh làm việc hết việc nhà được đó. Anh không có phân biệt. Anh không có phân biệt công việc. Nói chung là người nào khỏe người đó làm. Mệt thì mình làm phụ qua thôi. Mà em có hay mệt không? Mà em có hay mệt không? Không, em không mệt. Người nào khỏe người đó làm mà anh nhưng không nào khỏe. Anh không lúc nào anh khỏe, ngày nào anh cũng khỏe. Nào, chúng ta về vị trí thôi các bạn. Để tay mình bấm thôi. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem nó có rung động trước đối phương hay không.
Nếu có, chúng ta cho ngay cơ hội đó. Còn nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu như hai trái tim không đồng đều với nhau thì sẽ không bao giờ sinh ra một định lý nào cả. Và chúng thấy ở điều đó. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến đây. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ sẽ là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép cho riêng mình nha. Rồi, mời em. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Nào giờ em quen mấy mối tình rồi? Em cũng quen cũng nhiều. Nhiều là nhiều, nhiều số mấy? Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? 3-4 đâu lại là 7. 3-4 đâu lại là 7. Em được một mối tình, em quen được 3 năm. Tại vì lúc đó em còn khó khăn á, em kêu người đó đợi em thêm 2 năm nữa, em công việc em ổn định rồi tiến tới á, nhà gái người ta không đồng ý đợi. Tội nghiệp không? Lâu chưa? Dạ, nay 6 năm rồi. 6 năm rồi. Rồi từ đó tới nay không quen ai hết hả Cưng? Dạ không, em chỉ lo làm. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em, mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em, chào em. Rồi, chào em. Rồi, mời già gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em tên là Lê Thị Thu Hà, nay em 30 tuổi. Em đang buôn bán tiền anh tự nhau. Em kinh doanh cái gì? Dạ, em bán hủ tiếu. Rồi, mời nhà trai. Em tên Võ Văn Trí, em năm nay 36 tuổi. À. Em ở Bến Tre. Trí làm gì? Dạ, hiện tại em mua bán. Mua bán gì Trí? Dạ, trái cây. Bán ở chợ nào? Nói chung là em bán, em bỏ mối xong rồi còn thừa tôi lại em đi bán chạy chợ. Rồi, mời nhà gái cho chúng tôi rồi biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì em nhanh nhẹn hoạt bát, còn khuyết điểm của em thì em nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Hình như em đang cảm không? Đúng rồi, em đang khan tiếng á. À, bạn ấy đang hơi khan tiếng đó. Nóng tính lắm em hả? Cũng nóng hơi thôi. Rồi, bên nhà trai tôi hiền lành lắm nha. Lỡ khách đang ăn mà khách làm nóng giận lên rồi làm sao? Cái đó mình kìm được. Kìm được ha. Đúng rồi. Tôi thấy nhà trai hơi bị hiền á. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm là của em là em thẳng thắn. Ừ. Còn khuyết điểm của em là hơi nói nhiều tí. Em nói nhiều hả? Trời, sao bây giờ ngồi em ru quá trời. Tại vì mua bán. Mua bán nói suốt vậy đó hả? Dạ. Rồi, đường tình duyên bên nhà gái sao? Đường tình duyên của em thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, nhưng mà mình là chưa suy nghĩ tới cái chuyện là có gia đình á. Cái bây giờ tới tuổi thì em cũng suy nghĩ có gia đình, nhưng mà lại chưa không tìm được cái đối tượng mà mình cảm thấy phù hợp với mình. Dạ. Nào giờ em quen mấy mối tình rồi?
Em cũng quen cũng nhiều. Có mối tình nào sâu nặng không? Cũng 2-3 năm rồi. Cái lúc đó là mình chỉ nghĩ bạn chơi thôi. Nhưng mà bây giờ tới tuổi em bỏ người ta, em làm người ta đau khổ. Chào em gái. Chào anh. Có thể nói một số mối tình nhiều là nhiều nhiêu số mấy? Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? Tập phương tôi lại là 7. Tập phương tôi lại là 7. Khá đó. Bên đây bạn lĩnh đó. Bên đây thử coi. Mấy mối tình rồi? Cho em được một mối tình. Em quen được 3 năm. Ừ. Dạ. Tại vì lúc đó em còn khó khăn á, em kêu người đó đợi em thêm 2 năm nữa, em công việc em ổn định đó, rồi tiến tới á. Nhà gái người ta không đồng ý đợi. Ta đi lấy chồng. Dạ. Tới giờ em không quen. Tội nghiệp không? Lâu chưa? Dạ, nay 6 năm. 6 năm rồi. Trời ơi. Không quen mối tình 3 năm kêu người ta đợi 2 năm nữa cho có sự nghiệp. Không đợi. Thành ra là đi lấy chồng rồi. Ở vậy luôn 6 năm rồi đó. Rồi từ đó tới nay không quen ai hết hả Cưng? Dạ không, em chỉ lo làm. Có cô nào lại mua trái cây khoái không? Nói chung là nhiều người khoái em lắm, nhiều người được cái. Em không làm như nếu mình mà coi ổng duyên mình không. Nhiều người khoái em dữ lắm. Nhiều người khoái nó lắm á. Nhiều người khoái em dữ lắm. Ừ. Rồi chào, chào nhà trai. Ừ. Nhiều người khoái dữ lắm hả? Mà sao không chịu? Tại em lo công việc của em. Chưa có sự nghiệp hả? Nói chung giờ công việc của em thì nói chung em cũng ổn định rồi. Bây giờ lấy vợ về có nuôi vợ rồi nuôi thêm con nổi không? Nói chung bình thường. Bình thường vậy là được rồi. Tự tin rồi đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ mình muốn lấy một người vợ như thế nào nè? Em chủ yếu em không có đòi hỏi gì hết á. Chỉ chủ yếu về công việc của em. Tỉ như em đi ra đường em bán. Thì ở nhà thì bán được như được. Thì lo cơm nước em về cứ tới buổi em đi về em ăn vậy thôi. Nói chung là vậy thôi. Em không cần gì. Bây giờ mình muốn có người yêu như thế nào? Em thì giống như là hiền lành, biết tính toán làm ăn, ok. Đúng với anh kia luôn, hiền lành, tính toán làm ăn, cũng vì lo làm ăn mà không cưới được vợ đó. Ở gì nữa, muốn gì nữa? Dạ, như đó là... Em ghét đàn ông điều gì? Kiểu như là đừng có nhậu, nhậu thì vẫn được nhưng mà mình phải biết hạn chế. Bên đây đi bán trái cây xong về có hay đi nhậu không? Dạ, hiếm lắm. Em mà đi nhậu phải có tiền đi nhậu. Đi nhậu phải có tiền đi nhậu. Vậy chứ có ai đi nhậu không có tiền đó là nhà của người ta. À tức là nhậu là phải ra tiền mới nhậu đúng không? Thôi anh thấy hai người hợp với nhau. Hợp lý. Người thân em là ai vậy? Không, em đi lên đây là những em giấu thì em cần. Giấu hết đúng không? Rồi để đây để chị Lan lo ở đây cho. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi có mình. Đi mình hả? Dạ. Rồi để ông. Tôi lo luôn. Tôi vừa bán trái cây vừa bán bún bò luôn. Rồi. Thôi. Mở ra. Xong. Bắt đầu tiến tới nha. Mình dùng kỹ năng của mình, kỹ năng bán trái cây đó. Giờ mình đi cua gái nè. Tiến tới. Hôm nay em lên đây có em chưa có mình gì cho cái đời đó. Mời anh ăn bún bò là được rồi. Dạ. Trò chuyện giao lưu với nhau nè. Thì anh lên đây thì nói chung đi một hay gì hen. Dạ. Đó. Thì tự nhiên em nhắm được thì có thể chừng nào tiến tới được. Dạ. Dạ thì bây giờ nếu mà thấy được thì mình cùng tìm hiểu xem là có hợp nhau hay không rồi mình sẽ tiến tới. Lâu không? Khoảng bao lâu? Thì trong năm nay đi em. Thì trong năm nay đi em. Mình tìm hiểu một vài tháng đi. Rồi dạ. Tự nhiên em cảm thấy được ok thì anh tiến tới. Dạ. Còn không được thì mình xem như là bạn bè vậy thôi. Dạ. Cũng được, vẫn được. Rồi cái khoảng cách vậy đó, mình hẹn hò sau nói với bạn gái biết đi, hai đứa coi tìm cách nào đó làm sao. Nói chung là giờ giấc của em thì nó cũng tự do à. Không có phải đi làm công ty này kia. Nói chung anh thì cũng vậy thôi. Thì như muốn hẹn hò gì đó em điện anh, ngày mai em sắp xếp lên ăn uống gì đó, cà phê pháo gì đó. Thì nói chung là anh mất đi giờ nào là anh đi giờ đó. Tại vì anh không lệ thuộc ai hết. Dạ. Thôi giờ về, hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau đi. Thấy bạn gái sao, trong lòng mình sao? Hồi nãy giờ theo quan điểm của em nói chuyện với anh, em nói anh như thế nè. Thì bình thường thì em cũng thấy, tại bây giờ thì thấy cũng hợp lý, còn tìm hiểu thì mình chưa biết. Còn em nói sao, nói đi, con trai. Giờ anh cũng không biết nói gì ha, tự nhiên giờ bây giờ mình lên đây là cũng hẹn hò như vậy. Mình bắt nốt khi có gì mình tìm hiểu sao. Dạ. Rồi chút xíu mình ra ngoài thì mình đi uống ly cà phê gì đó, mình lấy số điện thoại rồi nói chuyện tiếp nha.
Rồi, ok. Về ghế ngồi đi. Các bạn hãy bình tĩnh, suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm, bấm nút hay không thì màn hình sẽ hiển thị. 1 2 3 Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, một nụ hôn đầu tiên. Rất quyết liệt. 6 năm mà người ta chưa hôn nhau đó. Đó là một cái duyên nợ các bạn đã gặp nhau. Hãy tạo điều kiện cơ hội để gặp nhau nhiều hơn nữa. Đây là quà tặng cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, siêu nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC35Z thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt.